Xin chào anh chị nhé. Hiện tại thì tôi đang đứng đây thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất rất là gần siêu thị Co.opmart và đường DT741 anh chị nhé. Và chợ Đồng Phú là cái miếng cao su trước mặt của chúng ta đang xem đây ạ. Miếng này là một 14,5 hecta nhé, 14 mẫu rưỡi, 14 mẫu rưỡi anh chị nhé. Đó. Hôm nay tôi sẽ quay từ trong vườn và tôi quay ra ngoài đường liên huyện. Cái ngoài đường liên huyện thì đất của chúng ta cách đường liên huyện khoảng chừng 5 đến 70 mét thôi. Hôm nay đường liên huyện người ta đang làm rồi. Đó. Thì đây là cao su của mình nhá. Đây là cao su của mình. Bên kia có những hộ dân ở xung quanh này, đuôi đất của mình là có những hộ dân xung quanh anh chị nhá. Đó. Ừ. Thì cái bản thân của đất này là ngày xưa có một cái doanh nghiệp nào người ta đã đặt cọc vào đây rồi. Và người ta mua cái miếng đất này, người ta tính làm một cái nhà máy. Đấy, nhưng mà do theo tôi được tìm hiểu thì do cái đơn vị đó không được giải ngân vốn nên người ta đã rút lui, nên người ta xây cái cổng mà ngay ngay cái vườn này luôn. Tí nữa tôi sẽ quay từ đây, tôi quay ra ngoài cổng và tôi quay từ đây ra ngoài đường liên huyện cho anh chị xem nhé. Đó, đây ạ, đây là cao su và đất của chúng ta rất là bằng nhé, bằng cực kỳ bằng phẳng luôn anh chị nhé, và gần siêu thị, gần chợ, gần trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú anh chị nhé. Thì nó cách khoảng chừng hơn cây thôi, cây 2 cây gì đó, khoảng đó rất là gần anh chị nhé. Và giá bán người ta thì cũng rất là rẻ, giá bán với khu vực này là gia đình này là đang cần bán nha anh chị nhé, người ta bán là 1,4 tỷ trên 1 hecta. Ừ, 1,4 tỷ trên 1 hecta nhé, vì nó gần trung tâm, nó gần thị trấn, gần chợ và gần siêu thị, và cách cái đường liên huyện người ta chuẩn bị làm nhựa thì nó chỉ còn đâu đó khoảng 5 đến 70 mét thôi, thì là cái giá này là rẻ nha anh chị nhé, không đắt nhé. Ngày xưa ấy là theo tôi nghĩ là chủ ở đây này. Đó, đây tôi đây có một cái khung nhà với cái giếng kìa. Đó. Còn bên kia là người dân người ta ở rồi. Bên kia là có một con đường anh chị nhá. Đó, đường dân người ta lưu thông bên đó, đường nhựa luôn anh chị nhá. Đó. Thì tôi quay một vòng nữa cho anh chị và tôi sẽ chạy xe chạy ra ngoài cổng luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình nhắc lại nhá, đất của chúng ta là đất thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Diện tích là 14,5 hecta, giá bán là 1,4 tỷ trên 1 hecta cao su nhá. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mời anh chị chạy xe. Tôi sẽ chạy xe, tôi quay ra ngoài cổng của cái trang trại cao su này và đường liên huyện hôm nay của chúng ta đang làm. Và hôm nay tôi sẽ bỏ thời gian tôi quay một cái video riêng về con đường liên huyện đó. Con đường liên huyện đó thì hôm nay là người ta đang ủi đấy, người ta chuẩn bị làm nhựa rồi. Thật ra thì tôi cũng không ngờ rằng cái con đường đó nó thông đường nhanh như vậy. Năm ngoái là tôi đi là chỉ một con đường rất là nhỏ dành cho xe công nông chạy thôi. Nói thật là đúng là xe công nông chạy thôi. Nó chưa đến 5 mét nữa. Mà hôm nay nó đã mở ra thành 28 mét rồi anh chị nhá. Rồi, bây giờ mời anh chị đi. À, hôm nay tôi cùng anh đồng nghiệp này đi, anh ấy đưa tôi đi. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy xe. Tôi quay ra cổng trang trại và đường liên huyện đang làm cho anh chị xem nhá. Rồi, mời anh chị. Đó, cao su của chúng ta đây nhá. Cao su này thì đang gạo năm thứ 3, thứ 4 anh chị nhá. Đó, cao su nhà này rất là đẹp nhá. Ở dưới cuối đất của chúng ta này có một cái bưng. Cái đấy mình nếu mà anh chị nào mà làm về mô hình vườn ao chuồng ấy, thì mình có thể là làm cái ao, tận dụng làm cái ao được anh chị nhá. Đó, bây giờ chúng ta đi lên cổng trang trại ha. Tôi đi rất là chậm để cho anh chị xem. Mà đi nhanh quá thì nó rung rung quá thì anh chị không 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 xem nổi. Theo tôi nhìn thì là cái cao su này chủ nó đã ngưng cạo rồi anh chị. Nghĩa là nhà nhà chủ của chúng ta, nhà chủ vườn này này. Đó, người ta cũng xác định là bán luôn nên người ta không có cạo, không có cạo mủ nữa. Đó, người ta ngưng luôn anh chị nhá. Đó. Thì anh chị nào mà mua về thì mình có thể mình tiếp tục mình khai thác mủ tiếp anh chị nhá. Đó. Phần này vẫn là đất của mình nhé anh chị nhé. Đó, vẫn là đất của mình. Hơi rung đúng không ạ? Chỗ này đường đi nó hơi sóc anh chị nhé. Đất của chúng ta là chất đất là đất đỏ Ba Gian anh chị nhé. Đất đỏ Ba Gian. Đó, đỏ ao luôn đấy. Chất đất đỏ Ba Gian là một loại đất là rất là màu mỡ chị nhá. Đó. Đây là cổng của chúng ta này.
Đó. Đây là đường vào đất của mình nhá. Từ đây ra đường lên huyện khoảng 70 mét thôi. Như tôi vừa nói là có một cái đơn vị, người ta đến đây, người ta tính mua cái này để làm cái một cái nhà xưởng sản xuất của người ta, nên người ta xây cái cổng này với cái cống thoát nước của người ta này. Thế nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì do cái tài chính không được giải ngân kịp cái thời gian tiến độ, người ta hẹn với cái chủ đất này lên là người ta không có làm nữa. Nên chủ đất bây giờ người ta cũng bán luôn, là 1.4 tỷ trên 10 hecta, 14,5 hecta tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Đó. Tôi quay lại một lần nữa, giờ tôi sẽ chạy ra đường nha anh chị nhá. Bên này là của người khác rồi. Bên này của người khác rồi anh chị nhá. Cứ theo cái mương này của mình, theo cái mương này của mình. Anh chị nào mà mua các công ty bất động sản mà mua để thôi. Tính ý tôi nói ở đây là mua để tích cái quỹ đất á. Khoảng tầm 3 năm sau anh chị có thể phân nền được. Còn bây giờ thì không khả thi anh chị nhá. Rồi, ok. Bây giờ mời anh chị ra ngoài đường lên huyện anh chị nhá. Còn anh chị nào mua cạo mủ thì ok, không vấn đề gì anh chị nhá. Nhà sửa cũng được. Đó. Đây là đường vào đất của chúng ta nhé. Đó. Trước mặt của chúng ta là đường liên huyện rồi. Đó. Rất là gần nhá. Tôi nói khoảng 70 mét thôi. Đó, khoảng 70 mét là ra đến đây rồi. Đây là một con đường liên huyện này anh chị. Đó, đường liên huyện của chúng ta nhá. Con đường này cái chiều rộng của nó khoảng 28 mét, 28 đến 32 mét anh chị ạ. Rất là rộng anh chị nhá. Anh chị nhìn thấy không ạ? Hôm nay người ta đang cào thêm một cái làn nữa, thêm một cái làn bên này nữa. Đó, chúng ta cứ đi thẳng ra đường này là siêu thị Comart huyện Đồng Phú, chợ Đồng Phú, DT741 và trung tâm hành chính của huyện Đồng Phú, các sở ban ngành của Đồng Phú, huyện Đồng Phú ở ngoài này anh chị nhá. Rồi, chúng ta có thể về Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh đi đường này được luôn. Chúng ta về đường này, hôm nay nó làm rất là rộng này anh chị. Tôi chắc chiều nay tôi sẽ làm một cái video riêng về cái con đường này. Con đường này con đường rất là chiến lược anh chị nhá, và đường mới, hầu như là anh chị ở xa là không biết con đường này mới làm đâu. Đó. Đầu tư là mình phải săn những con đường người ta đang làm như vậy anh chị nhá. Rồi, con đường này đó, hôm nay người ta làm, người ta ủi thêm một cái làn bên kia nữa kìa. Đường này tiêu chuẩn của nó là từ 2 đến 28 đến 32 mét, rất là rộng. Chúng ta về đường này là về xã Tân Lợi, xã Tân Hòa, thành phố Đồng Xoài được luôn anh chị nhá. Và chúng ta đi Bình Dương được luôn, Đồng Nai được luôn, DT753. Rồi, quay lại đất của chúng ta thì đây là đường vào đất này. Đây là đường vào đất, vào khoảng 70 mét đó là tới đất của chúng ta. Đó, tôi nhắc lại nhá, đất của chúng ta thuộc nằm ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Diện tích của nó là 14,5 hecta, giá bán là 1.4 tỷ trên 1 hecta nhá. 1 tỷ tư là con số là không đắt đâu, không đắt đâu, chủ này nó bán ra giá rất là rẻ anh chị nhá. Rồi. Mọi thông tin thì anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhá. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh, ấn chuông của để nhận được những cái thông báo từ chúng tôi của công ty đầu tư phát triển CVT Land anh chị nhá. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land nhá. Cảm ơn anh chị.